Trừu tượng. Yêu những thứ trừu tượng thì luôn đơn giản, yêu nhân loại thì đơn giản hơn yêu một người. Bởi vì yêu nhân loại, bạn không hề mạo hiểm thứ gì cả. Một con người đôi lẻ thì nguy hiểm nhiều hơn nhiều toàn thể nhân loại. Nhân loại chỉ là một từ, không có thực tế tương ứng với nó. Con người là một thực tại. Và khi bạn đi qua một thực tại, sẽ có lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có đau đớn, có niềm vui. Khi thăng trầm, khi cao thấp, lúc thống khổ và lúc mê ly. Yêu nhân loại sẽ không có mê ly và đau khổ. Thực ra, yêu nhân loại chỉ là cách để tránh con người. Bởi vì bạn không thể yêu con người, nên bạn bắt đầu yêu thương nhân loại chỉ để lừa dối bản thân mình. Hãy tránh những thứ trừu tượng. Tri quyền thông thái của các thuật 1, Osho.